Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại kỹ thuật máy tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài mật khẩu khóa màn hình của con máy Oppo A57. Con này là máy nội địa nên nó không có tiếng Việt nhá. Bây giờ ta sẽ vào phần mục để tôi sẽ chỉ cho các bạn xem mục setting. Ta sẽ kéo xuống chọn đây, fingerprint and passcode đây, có nghĩa là cài vân tay và mật khẩu. Đây, nhớ ta thêm vân tay nhá. Trước khi thêm ta phải vẽ một hình nó báo nối ít nhất là 4 điểm. Tôi sẽ nối. Bây giờ ta sẽ vẽ mật khẩu, vẽ lại cái hình vừa nãy, nhắc lại. Rồi, bây giờ ta sẽ thêm vân tay nhé. Ta sẽ đặt đầu ngón tay cái, ngón tay mà ta muốn mở vân tay ấy. Đặt vào bao giờ cho nó đầy xanh hết là được. Rồi, bây giờ ta ấn vào continue. Ấn tiếp nhé, cho nó đầy nhé. Complete. Ấn continue. Đấy, unlock. Bây giờ chúng ta sẽ khóa nhé. Đó, khóa. Nếu ta vẽ bằng như này cũng được, hoặc là ta mở bằng vân tay. Đó, con này có vân tay. Đó, thôi để tắt. Thì ta sẽ xóa đi nhé. Đây, cái unlock này, tắt cái unlock này đi, xóa cái này nhá, cái vân tay một đây, delete nhá, ấn vào delete, như vậy là sẽ mất nhá. Cái này ta mở và xóa tiếp nhá. Đây, off nhá, turn off nhá. Ta vẽ vào đây. Đó, nếu các bạn muốn mở thì bấm vào đây. Turn on, các bạn vẽ. Can. Turn on nha. Ta vẽ. Vẽ. Ok, đây. Thế ta phải ấn off. Bây giờ nó sẽ có mật khẩu. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn phải xóa mật khẩu đấy nhá. Vẽ hình nào phải nhớ hình đấy, hoặc là đặt nào phải nhớ nhé. Các bạn vui lòng xem video xóa mật khẩu bên dưới nhé. Họp. Bây giờ tôi sẽ tắt. Ok. Bây giờ tôi sẽ. Đó, ok. Rồi, video mình vừa hướng dẫn các bạn tạo mật khẩu khóa màn hình cũng như là vân tay của quả máy Oppo A57 thành công. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.